Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, thì trong cái đề số 10 thì thầy đã quay xong cho em phần trắc nghiệm này, như cái bài số 1 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy tiếp tục làm quay cho em ở cái bài số 2 các em nhé. Và thầy sẽ giải quyết cho em ở câu số 1 và câu số 2. Ok, rồi. Câu số 1 em, chiếm 1 điểm rưỡi. Thực hiện phép tính, câu A 75% trừ 1, 1 phần 2 cộng 0,5 chia cho 5 phần 12. Rồi, ta phải ghi thầy đầy đủ như vậy nha. Băng này, các em nhìn giùm thầy. Trước khi giải thầy luôn luôn phân tích đề để các em hiểu và thực hiện cái bước nào trước và bước nào sau. Các em nhìn nhận là cái đề này không có dấu ngoặc. Thì không có dấu ngoặc á, thì chúng ta phải tuân thủ giùm thầy là lũy thừa trước, rồi tới nhân chia, rồi tới cộng trừ. Nhưng ở đây chúng ta cần phải đưa các cái ví dụ như phần trăm này, hỗn số này, số thập phân về phân số giùm thầy. Sau đó các em thực hiện tới cái việc là nhân chia cộng trừ. Các em hiểu nào? Như vậy bây giờ thầy sẽ đưa ở đây là 75% thì thầy sẽ viết 75% như này. 1 phần 2 thầy sẽ đưa về phân số bằng cách lấy 1 nhân 2 cộng 1. 1 nhân 2 bằng 2 cộng 1 ở đây sẽ bằng 3 phần 2. 0,5. 0,5 ở đây thì thầy sẽ viết ở đây thầy nhân 10 thầy chia 10. Thì 0,5 thầy nhân 10 thì bằng 5 và thầy sẽ chia 10 nghĩa là 5 phần 10 ở đây. Các em hiểu nào? Chia ở đây là 5 phần 12. Có được không nào? Đó, sẽ bằng tiếp 75 phần 100 thì ở đây thầy sẽ thu gọn. Thầy thu gọn. Ở đây thầy sẽ chia cho 25. Ở đây thầy chia cho 25. Thầy nói lại. Ở đây thầy chia cho 25, ở đây thầy chia 25 thì kết quả ở đây sẽ là bằng 3 phần 4. Các em hiểu không? 75 chia 25 thì bằng 3, 100 chia 25 thì bằng 4, trừ 3 phần 2 còn 5 phần 10 để đó thầy biết rằng là nó bằng 1 phần 2. Nhưng mà tí nữa thầy sẽ thu gọn luôn. Ở đây chia, thầy sẽ nhân nghịch đảo trở thành là 12 phần 5. Các em hiểu chưa nào? Đó, sẽ bằng tiếp 3 phần 4 trừ 3 phần 2, 5,5 này hết. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là 12 phần 10. Ta tiếp tục thu gọn ở kia. 12 với 10 chúng ta chia ở đây cho 2 và đây chia cho 2 thì bằng ở đây là 6 phần 5. Các em hiểu không? Như vậy thì cái mẫu chung mà chia được cho 4, cho 2, cho 5 và là nhỏ nhất, phải là nhỏ nhất các em nhé, thì các em thấy đó chính là số 20. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiến hành quy đồng. Ở đây 20 này, 20. Nhưng mà các em lấy này, coi thầy tìm thừa số bù. Các cái tử thầy ghi lại trước nha, 3 nhân này, 6 nhân này. Bây giờ nhiệm vụ thầy tìm thừa số phụ nữa, thầy ráp vô đây để thầy nhân ra. Lấy 20 chia 4 thì bằng 5. Như vậy chỗ này ghi là 5 này. 20 chia 2 bằng 10, chỗ đây là ghi là 10 này, thừa số phụ của nó em. 20 chia 5 thì được 4, nhân ở đây cho 4 này. Như vậy các em lấy cùng mẫu, các em ghi lại 20 đây, các em lấy 3 nhân 5 là bằng 15 này, trừ 3 nhân 10 là bằng 30 này, 6 nhân 4 là bằng 24. Những cái phần này chắc có lẽ chúng ta rất là dễ hiểu, có đúng không nào? Các em lấy 15 trừ 30 thì bằng -15. -15 cộng cho 24, có đúng không? Là bằng bao nhiêu em? Là bằng, nghĩa là lấy 24 trừ 15 thì bằng 9 phần 20. Ok, kết quả cái bài này em. Các em chắc làm đúng chứ không? Mấy bài này thầy tin chắc rằng là các em sẽ làm đúng. Ok, ta đi sang câu B nhé. Đối với câu B thì ta thấy này, -1 1/4, ở đây là nhân đó, ở đây là -2 liệt mũ 2 phần 5 cộng 1 phần 5 chia cho 2. Nhìn thì có vẻ rất rối đấy, mà kệ đó, chúng ta cứ nhớ rằng giùm thầy là thứ tự thực hiện phép tính là được. Nhân chia trước cộng trừ sau, nếu có lũy thừa thì phải ưu tiên lũy thừa trước từ nhân chia tới cộng trừ. Và chúng ta phải nhớ là ví dụ có phần hỗn số hoặc là số thập phân hoặc là phần trăm này nọ thì chúng ta còn phải
đưa về phân số trong thầy, sau đó chúng ta mới thực hiện thứ tự thực hiện phép tính, được chưa? Thì ở đây chúng ta đưa hỗn số này về phân số trong thầy nghe đã. Như vậy thì ở đây âm thì chắc chắn chỗ đây phải có dấu âm này. Các em lấy 1 nhân 4 cộng 1. 1 nhân 4 bằng 4 cộng 1, ở đây là bằng 5 phần 4 nhân. Chúng ta tính lũy thừa ở chỗ đây luôn. Như vậy âm 2 mũ 2. Âm 2 mũ 2 thì bằng âm 2 nhân âm 2 thì nó sẽ bằng 4 phần 5. 1 phần 5 chia nghĩa là nhân nghịch đảo. Chia 2 nghĩa là nhân trở thành là 1 phần 2. Có đúng không nào? Bằng này. Như vậy các em thấy này, 44 này trực tiêu là bằng 1. 5 với 5 đây trực tiêu bằng 1. Chứng tỏ kết quả ở đây sẽ là ra được là gì các em? Âm 1. Chứ nữa. Cộng 1 x 1 bằng 1, 5 x 2 bằng 10. Phải không? Như vậy chúng ta quy đồng thôi, lấy 10 nhân lên cho mẫu chung này là âm 10. Người ta nói là 10. Lấy 10 nhân âm 1 thì bằng âm 10 cộng 1 ở đây. Thì kết quả ở đây sẽ rằng âm 9 phần 10. Xong. Vậy thôi. Nó khó không em? Đâu có khó. Biết cách xử lý các số liệu một cách khôn khéo và đúng theo trình tự từ của nó thì chúng ta sẽ được kết quả chính xác thôi. Nhìn vào chúng ta không nên hoảng sợ cái gì cả. Cứ gặp kiểu gì chúng ta cũng sẽ biết cách xử lý là ok. Lúc đó thì chúng ta đã đạt được một cái tầm, một cái trình độ là kiến thức toán rất là cơ bản và rất là vững. Hiểu chưa nào? Đó chính là cơ sở để chúng ta có thể lên lớp 7, chúng ta có thể học tốt hơn. Em đã chưa? Ta đi sang là câu số 2 đây nha. Ta đi sang câu số 2 em. Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 6 khi đi khách. Từ từ thầy đọc lại. Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít nha. Thì số dầu còn lại bằng 1/15. 7/15 số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu? Như vậy thì ở đây cái hình dung này. Thầy tóm tắt và vẽ cái hình ra, ví dụ nha. Ở đây là một cái thùng dầu này, một thùng dầu này. Cái liên lạc vàng là các em không hiểu em. Một thùng dầu như này. Được không? Một thùng dầu sau khi lấy đi 16 lít. 16 lít thì số dầu còn lại bằng 7/15 số dầu đựng trong thùng. Như vậy các em coi cả cái thùng dầu này là nó chiếm là bao nhiêu phần trăm? Nghĩa là 100%. 100% này tương ứng với mấy phần? Là 15 phần. Đây này. Các em hiểu không? Nhưng mà sau khi các em lấy ra đây là 16 lít. Thì ở đây nó chia thành 15 phần. Mà như vậy thì số dầu còn lại bằng 7/15 số dầu đựng trong thùng. Có đúng không? Như vậy thì ở đây nó chia thành 15 phần thì cái số dầu còn lại đây. Số dầu còn lại ở đây là 7/15 này. Là cái phần này. Có đúng nào? Đây này. Thì số dầu còn lại bằng 7/15 số dầu đựng trong thùng. Chứng tỏ cái số 16 lít này. Nếu em tính ra được ở đây là như vậy, chứng tỏ đây bằng bao nhiêu phần? Nghĩa là 8/15. Như vậy thì cái 16 lít này nó sẽ tương ứng với 8/15. Chúng ta lấy ra. Em có hiểu không ta? Em coi cả cái thùng dầu này á, nó sẽ là 15 phần. Có đúng chưa? Người ta không nói là lấy ra bao nhiêu phần, nhưng mà người ta lại nói lấy ra là 16 lít. Thì cái số dầu còn lại là số này. Có đúng không? Nó bằng 7/15 số dầu đựng trong thùng. Đúng chưa? Như vậy nó bằng 7/15 thì chứng tỏ số dầu còn lại là đây. Thầy có ghi số liệu 7/15 đây. Số dầu đựng lại trong thùng. Mà trong thùng của chúng ta, như vậy thầy đã nói là chia thành 15 phần. Còn lại là 7/15 thì chứng tỏ cái số dầu đã lấy đi nó sẽ tương ứng sẽ là 8/15. Chứ gì nữa em? Mà 8/15 này nó sẽ tương ứng với 16 lít. Thì để tìm tổng số lít dầu thì các em lấy 16 chia cho 8/15 thì sẽ ra được tổng số lít dầu thôi. Trong cái thùng đó. Các em hiểu nào? Như vậy thì các em coi cả 15 phần này này. Cả 15 phần này nó tương ứng với 100%. Mà 100%, 100 chia 100 thì chứng tỏ là bằng 1. Như vậy để tính được cái 8/15 này thì các em sẽ lấy 1 này này. 1 này. 1 này chúng ta trừ đi cho 7/15 thì nó sẽ ra được 8/15. Các em hiểu số 1 này đâu ra không? Cái số 1 này đó chính là tương ứng 100%.
tại vì cái số dầu tương ứng trong cả một cái thùng này này đầy tràn luôn em, là tương ứng 100%. Mà 100% các em nghe nói 100% nghĩa là 100 chia 100 thì sẽ bằng số 1. Thì cả cái thùng này các em coi nó là 1. Các em hiểu không? Thì khi đó người ta lấy ra 7/15 thì để tính được tại sao ra được số liệu này là 8/15 thì chứng tỏ là lấy 1 trừ cho 1/15 thì ra được 8/15. Thì 8/15 này là tương ứng với 16 lít. Thì để tính tổng số cái thùng này lấy 16 chia cho 8/15 thì ra được tổng số lít dầu. Được chưa? Ok. Rồi chúng ta giải nè. Ở phần cái bài này mà các em không hiểu như này là rất là khó nha. Không làm ra đấy các em. Bạn nào hiểu rồi thì bài này rất là dễ. Như vậy các em lập luận giùm thầy. Như vậy thì cái phân số chỉ số lít dầu đã lấy ra là, như vậy thì chúng ta đã lấy ra là 16 lít, nhưng mà các em lấy 1 trừ cho 7/15 nên số dầu còn lại đấy thì cái này là bằng 8/15. Số lít dầu như vậy thì bây giờ chúng ta lập luận câu nữa, ta có 8/15 số lít dầu là mấy, là 16 lít. Vậy lít dầu đựng trong thùng là kem lấy 16 chia cho 8/15, hay nói cách khác 16 nhân cho 15 phần 8, nghĩa là chia thì nhân nghịch đảo. Các em hiểu nè, thì kết quả ở đây sẽ bằng 30 lít em nhé. Các em tính rồi nháp như thầy cái này và thầy đã tính sẵn rồi. Ok, chúng ta phải hiểu thầy cái tóm tắt ở trên đây của thầy này thì cái bài trở nên rất là dễ dàng. Mà em không hiểu hồi nãy giờ thầy giảng là coi như cái bài này rất là khó. Rồi, được không? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 3 và bài số 4 ở trong cái đề này, thì chúng ta giải trước cho thầy nha. Bye bye các em, chúc em học tốt nha.